anh em không sai, chỉ sai về thời điểm. Em cảm thấy em nên rời xa lúc này. Cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành, nhận ra là anh đã thay lòng. Nhìn từng cơn mưa ngang qua, em cảm thấy lòng buốt xa, và nỗi nhớ anh không thể nào xóa. Nhìn tình nhân tay trong tay, em bỗng thấy lòng đau hơn khi ấy, vì anh cùng ai cũng đang như vậy. Em sẽ trân trọng những gì thuộc về anh, những nơi mình từng đi qua. Nếu có kiếp sau em vẫn chọn anh, em sẽ trân trọng những gì thuộc về em, không bao giờ buồn đau ai. Nhưng em không làm được như thế, em đã yêu anh hơn cả chính bản thân. Nhưng sai thời điểm bên nhau nên không thể giữ anh lại. Là con gái trên đời đâu ai không mơ một hạnh phúc. Anh ơi giờ em phải làm sao? Cảm thấy lòng buốt xa, và nỗi nhớ anh không thể nào xóa. Nhìn tình nhân tay trong tay, em bỗng thấy lòng đau hơn khi ấy, vì anh cùng ai cũng đang như vậy. Em sẽ trân trọng những gì thuộc về anh, những nơi mình từng đi qua. Nếu có kiếp sau em vẫn chọn anh, em sẽ trân trọng những gì thuộc về em, không bao giờ buồn đau ai. Nhưng em không làm được như thế, em đã yêu anh hơn cả chính bản thân. Nhưng sai thời điểm bên nhau nên không thể giữ anh lại. Là con gái trên đời đâu ai không mơ một hạnh phúc. Anh ơi giờ em phải làm sao? Em sẽ trân trọng những gì thuộc về anh, những nơi mình từng đi qua. Nếu có kiếp sau em vẫn chọn anh, em sẽ trân trọng những gì thuộc về em, không bao giờ buồn đau ai. Nhưng em không làm được như thế, em đã yêu anh hơn cả chính bản thân. Nhưng sai thời điểm bên nhau nên không thể giữ anh lại. Là con gái trên đời đâu ai không mơ một hạnh phúc. Anh ơi giờ em phải làm sao?